dấu hiệu chứng tỏ anh ấy muốn đi cùng bạn đến trọn đời trọn kiếp. Khoảng thời gian yêu đương và hẹn hò là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong một mối quan hệ tình cảm. Bạn đã tìm được người ấy chưa? Hãy khám phá những dấu hiệu chàng yêu bạn. Thứ nhất, anh ấy yêu mọi thứ thuộc về bạn. Thông thường khi yêu một ai đó, bạn cũng yêu tất cả những gì thuộc về con người họ. Bạn sẽ không có sự rạch ròi phân định tốt xấu, sở thích sở ghét trong con người anh ấy. Các chàng trai có xu hướng thích những bộ phim hành động và cảm thấy ngỡ ngẩn ghét những bộ phim lãng mạn tình cảm sướt mướt. Nhưng khi anh ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ không để bạn phải xem loại phim mà anh ấy vốn rất ghét một mình. Anh ấy sẽ chấp nhận mọi điều trong con người bạn, kể cả tốt và xấu. Thứ hai, giới thiệu bạn với bạn bè của anh ấy. Nếu một người đàn ông thật sự muốn phát triển nghiêm túc mối quan hệ với bạn, anh không ngần ngại giới thiệu bạn là bạn gái với bạn bè của anh ấy. Anh ấy thật sự muốn cho mọi người biết anh ấy hạnh phúc như thế nào khi có bạn. Thứ ba, anh ấy muốn bạn gặp gia đình của anh ấy. Sau khi giới thiệu bạn bè của anh ấy xong, anh ấy sẽ muốn giới thiệu bạn với gia đình của anh ấy. Hầu hết các chàng trai chỉ đưa cô gái mà anh ấy thực sự yêu nghiêm túc về giới thiệu với cha mẹ mà thôi. Thứ tư, anh ấy luôn chủ động nhắn tin cho bạn gái trước. Nếu chàng của bạn liên tục gọi điện và nhắn tin cho bạn trước, anh ấy đang thể hiện bản thân rất muốn quan tâm đến bạn. Có những anh chàng không bao giờ nhắn tin cho bạn gái. Những tin nhắn ngọt ngào và giữ buổi làm việc hoặc nửa đêm để sáng dậy, bạn có thể đọc được những tin nhắn ấy. Nếu chàng của bạn làm điều đó, sự là anh ấy đang rất yêu bạn. Thứ năm, anh ấy sợ mất bạn. Khi bạn yêu một người nào đó, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất đối với bạn đó là bạn sẽ để tuột mất tình yêu đó khỏi vòng tay của mình. Và đối với các chàng trai cũng vậy, nếu họ thật lòng yêu bạn, họ sẽ làm một cách để bạn không rời bỏ họ mà đi. Khi đó, một anh chàng sợ làm điều gì đó khiến bạn tổn thương hoặc có hành động gây nguy hiểm trong mối quan hệ của mình với bạn, thì chắc chắn anh ấy yêu thương bạn thật lòng. Thứ sáu, dành thời gian cho bạn. Chỉ những chàng trai thích bạn và muốn được quan tâm bạn mới tìm đủ mọi lý do để tiếp cận bạn hay dành thời gian cho bạn. Anh ấy muốn đi ăn trưa cùng bạn hoặc viện vài lý do để ghé ngang qua chỗ bạn làm hỏi thăm bạn. Anh ấy luôn muốn dành mọi điều kiện có thể để bên cạnh bạn. Thứ bảy, anh ấy ghen trong một vài tình huống nhưng không quá đáng, thể hiện trạng thái của một người đàn ông đang yêu. Sự ghen của họ có thể ở trạng thái vô thức, nhưng điều đó cũng đủ để các cô gái tinh ý nhận ra.